À, giá bé đây là quy bán có 100 ngàn bé thôi. Ô, vì sao mà giá? Dạ em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì em đang ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trên màn hình của chú anh chị thấy là có một chị gái ở bên ban tổ chức và anh Huy hay cả nhà, bầu show Huy. Đó. Thì anh Huy thì cô chú anh chị mình cũng khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đó. Thì để em quay vô bên trong. Dạ đây cô chú anh chị ơi, đây là sân khấu ha. Đó, cả nhà mình thấy không? Máy vòm này cả nhà, ở phía trên đầu là máy vòm, ở phía dưới là sân khấu. Sân khấu ở đây á, thì cả nhà mình cũng thấy là sân khấu không có ghế, mà chỉ có những cái bậc tam cấp và lót những cái viên đá như thế này nè. Ngồi trực tiếp lên đây luôn, sân khấu này là sân khấu cố định luôn cô chú anh chị. À, sức chứa rất là lớn ha, vài ngàn người cả nhà. À, to như sân khấu chống đồng, to hơn sân khấu chống đồng nữa cô chú anh chị. Và đặc biệt là sân khấu cả nhà mình thấy là cái máy vòm ở phía dưới đó, sân khấu ở phía dưới chỗ ca sĩ hát đó là rất là đẹp và có màn hình LED trang trí được những cái đèn chiếu, dàn loa là dàn âm thanh, phải nói là rất là hiện đại luôn của chú anh chị. Đó. Thì hôm nay anh Huy cùng với em với lại bên ban tổ chức để tới đây để ký hợp đồng cho một cái đêm biểu diễn giao lưu gặp gỡ cả nhà. À, của tất cả các anh chị, trong đó thì chắc chắn là sẽ có con gái của cố nghệ sĩ ưu tú, đó là Vũ Linh, đó là chị Hồng Loan hay cả nhà. À, niềm vui thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, chị Hồng Loan đi qua bên Úc lưu diễn, gặp gỡ bà con ở bên đó, chưa về Việt Nam nữa, thì nhưng mà ở bên Việt Nam đây á đã chuẩn bị sẵn sàng và lên kế hoạch, lên lịch sẵn hết rồi cô chú anh chị, đã lên lịch sẵn hết rồi và chỉ chờ ngày gặp bà con cô bác vô luôn gặp gỡ thôi. Thì em xin chia sẻ lại đây ha, đây là sân khấu của nhà hát Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đó. Anh Huy lúc nào cũng vậy cô chú anh chị, ảnh rất là chu đáo, ảnh sẽ tìm và lựa chọn những cái sân khấu mà có cái gọi là có cái khung thành bảo vệ chắc chắn cả nhà, chứ không có dùng, ảnh không có dùng cái gọi là dàn bao bọc bao quanh lại đó, thì nó không có an toàn. Ảnh sẽ lúc nào cũng vậy, ảnh đặt cái tiêu chí là cái sự an toàn lên đầu tiên đó, và cũng như là tìm mặt bằng ở chính giữa trung tâm ở một thị xã hoặc là một cái huyện gì đó để cho bà con cô bác của mình có thể đi đến giao lưu gặp gỡ cho nó tiện hơn và gần hơn so với mọi người. Và khi đi xem hát, đi xem giao lưu văn nghệ đó thì có coi hết chương trình, về có khuya quá thì cũng gần nhà mình nó, thì đó là một cái nơi trung tâm, lúc nào cũng vậy, anh chọn địa điểm là trung tâm hay cả nhà ha. Đây cả nhà của chú anh chị mình thấy không, đây là những cái bậc tam cấp nè. Hiện tại thì bên ban tổ chức thì sẽ cho xịt nước, rửa nước và lau chùi lại khi mà cái chương trình diễn ra, còn hiện tại thì em thấy cũng rất là sạch sẽ, nhưng mà nó có hơi bụi xíu ha cả nhà. Khi mà chương trình diễn ra thì sẽ chắc chắn là sẽ sạch sẽ ha. Cái này chỉ cần xịt nước qua sơ là nó sạch rồi cả nhà. Và cái ghế này, cái nơi ngồi như thế này á, thì cũng phải nói là chất lượng luôn, không có sợ bị trong trên hay là gì cả, mà cứ mình có mua vé là mình vô thôi, mình vô ngồi thôi cả nhà. Đó đây nè, và em nghe nói đâu thì chắc chắn là sẽ có những hàng ghế VIP ở phía ngay chỗ cái anh đó ngồi cả nhà. Đó, cái anh xa đó ngồi thì sẽ để những cái hàng ghế gần lên cho bà con cô bác mình, những cô chú anh chị mình lớn tuổi đó, đó yêu thương, mến mộ lời ca tiếng hát của nghệ sĩ á, thì đi đó ngồi cho nó gần. Còn trên đây thì cho dù em thấy nha, cái sân khấu thì khi mà người ta thiết kế đó và cái tầm mắt của chúng ta đó nhìn đó, từ ở trên cao mà nhìn xuống cái khán đài á, thì nó rất rõ, cho dù ngồi ở cánh gà hay ngồi chính giữa chính diện gì đó thì đều thấy rõ và cũng như là rất là hợp lý cả nhà, không có góc chết ha. Em đảm bảo với cô chú anh chị và các bạn mình, nó không có cái góc chết, góc nào có thể cũng coi được, góc nào cũng có thể nhìn thấy sân khấu, rất là đẹp luôn đó. Rồi, cả nhà thấy không? Đó, sân khấu quy mô rất là rộng ha cả nhà. À, em thấy là còn to hơn sân khấu chống đồng luôn đó cô chú anh chị. Và đặc biệt ở đây á là gần các khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 1 nè các chú anh chị, khu công nghiệp rất là nhiều ha. Thì em tin chắc rằng tại đây thì bà con cô bác của mình sẽ đi giao lưu gặp gỡ với anh chị nhiều hơn, với các anh chị nghệ sĩ nhiều hơn, và cũng như là sẽ là một cái nơi, một cái địa điểm
bùng cháy nữa hay cả nhà. Đó. Chị Hồng Loan thì cũng chưa có về nước, nhưng mà lịch trình ở Việt Nam thì cũng như là lên sẵn hết rồi. Chỉ việc về và giao lưu gặp gỡ thôi cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi, đây là anh Huy ha. Anh Huy đang bàn bạc với bên ban tổ chức của sân khấu để có những cái phương án tốt nhất cho cái đêm diễn cũng như là cái đêm giao lưu gặp gỡ hay cả nhà. Đó. Anh đi từ sáng sớm tới giờ cô chú anh chị. Phải nói là anh Huy chọn những cái địa điểm thật sự mà nói là chất lượng, đảm bảo an ninh, an toàn và cũng như là giúp cho tất cả các anh chị nghệ sĩ đi đến diễn cho nó dễ dàng hơn. Dạ đây cô chú anh chị, em đã ra phía bên ngoài rồi. Đó, thời tiết thì ở Bình Dương đây cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì thời tiết hiện tại thì rất là nắng nóng cả nhà. Ngày hôm qua thì có những địa điểm thật sự mà thời tiết nóng lên có thể là 45 độ luôn cô chú anh chị, rất là nóng. Bây giờ hiện tại ở Gò Công, Tiền Giang hạn mặn tràn vào và cũng như là thiếu nước rất là nhiều ha. Đó, nên cô chú anh chị mình nhìn thấy ở phía ngoài chỗ em đứng là nắng, còn phía trong chỗ anh Huy đứng thì do cái máy vòm nữa cả nhà nên trời nó hơi mát ha. Đây cô chú anh chị mình thấy không, một cái sân khấu nhà hát Mỹ Phước ha, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh Huy thì đang đứng nói chuyện với bên ban tổ chức của sân khấu ha quý cô chú anh chị, để cho có một cái phương án cho nó hợp lý nhất. À, chỗ này nè các chú anh chị, chỗ này thì cả nhà mình thấy có một cái quán cà phê, vừa có cà phê võng vừa có cà phê ghế. Cả nhà mình khi mà đến đây á, xem ca nhạc giao lưu gặp gỡ đó thì có thể uống cà phê, có thể đi trước á, mình đi trước thì có thể uống cà phê nè, và cái lối đi vào rất là lớn nè, rất là to nè. Đó, cả nhà thấy không, một nơi phải nói là to rộng thoáng mát ha. Sân khấu thì phải nói là hoành tráng, to và sạch sẽ nữa cả nhà. Dạ đó cô chú anh chị, anh Huy nè cùng với chị gái bên ban tổ chức. Em thấy chị gái mặc cái áo BKMS thì chắc có lẽ là sân khấu này là của BKMS thôi cả nhà. Nói về BKMS là phải nói là một cái tập đoàn rất là lớn ha. Chị gái mặc cái áo tổ chức sự kiện BKMS nè. Cái điều mà em quan tâm nhất khi mà chúng ta đi du lịch hay là đi sự kiện hay là bất cứ đi chỗ nào mà lạ lạ đó, cái điều mà quan tâm nhất của em á là cái nhà vệ sinh đó. Tin chắc rằng ai thì cũng có một cái nhu cầu khác nhau đó. Đến đây xem ca nhạc giao lưu gặp gỡ thì mình cần phải tìm cái nhà vệ sinh ha. Thì phía hai bên cánh gà của sân khấu đây có một cái nhà vệ sinh. Ở phía bên trái bên phải đều cũng có một cái nhà vệ sinh như thế này nè. Hồi nãy thì em cũng có đi rồi cả nhà, nhà vệ sinh rất là sạch sẽ ha. Và em đảm bảo với cô chú anh chị mình á là không bao giờ sợ bị kẹt nhà vệ sinh đâu, vì rất là nhiều toilet nè. Đó, nam cũng vậy, mà nữ thì em chưa vô thì em không biết ha cả nhà. Em tin chắc rằng nam nữ như nhau thì nhà vệ sinh rất là rộng, thoáng mát, sạch sẽ nữa. Đó, đây là cái sân khấu nè quý cô chú anh chị, thấy không, rất là to nha. Đây dàn âm thanh này cô chú anh chị, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái dàn âm thanh nè, lo nè khủng chưa, 3 tầng luôn, mỗi một tầng 5-6 lo mà với công suất lớn thôi. Chị Hồng Loan cắt tiếng hát lên, cô chú anh chị nghệ sĩ mà cắt tiếng hát lên phải nói là thôi rồi luôn á. Và đặc biệt là có 2 màn hình LED là to nè cả nhà, bên đây một cái nè, bên đây một cái nè. Ở phía xa xa đó cô chú anh chị mình thấy không, cái nhà vệ sinh, hai bên cánh gà đều có nhà vệ sinh ha, để cả nhà mình có thể giải quyết nỗi buồn. Đó, để chia sẻ thì phải chia sẻ cặn kẽ luôn để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm nhà vệ sinh. Đó. Đó, anh Huy lúc nào cũng hỏi rất là cặn kẽ để có những cái buổi biểu diễn, cái buổi giao lưu thật sự là tốt nhất gửi đến bà con cô bác mình ở đâu cũng vậy, chứ không riêng gì Bình Dương hay cái này, Tây Ninh cũng vậy. Và sau này cũng vậy, ở các chuỗi miền Tây cũng vậy ha quý cô chú anh chị.
cái ngày lễ. Dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi coi bây giờ cái giá vé đó, giá vé thì có giá VIP hay là giá gì giống trong sân khấu chống đồng anh? Không em, ở đây là anh bán giá đồng hạng hết. Là ai vô trước thì sẽ ngồi trước. À, vậy là có nghĩa là không có số thứ tự. Đúng rồi. Vô là cứ ngồi. Đúng rồi. Dạ, có chọn chỗ trống thì ngồi. Dạ đúng rồi. Vé thì anh có lên cái chiến sẵn chưa? Lên cái giá sẵn chưa? À, giá vé đây là quy bán có 100.000 vé thôi. Ô, vì sao mà giá lại nó hời với anh ha? Tại vì thật sự là mình làm để phục vụ cho tất cả các anh chị em công nhân. Dạ. Thì mình muốn làm một cái giá rẻ nhất để cho tất cả anh chị em công nhân đến có một đêm xem văn nghệ vui. Dạ. Và thoải mái. Dạ. Nên mình làm một cái giá rất là rẻ là 100.000 một vé. Anh có thể là tiết lộ ở dưới nhà hát Mỹ Phước này á, thì có sự góp mặt của ca sĩ, nghệ sĩ nào không anh? Nếu đêm 30 tháng 4 ở nhà hát Mỹ Phước mình thì có anh Vũ Luân nè, Bình Tinh nè, bé Hồng Loan nè, anh Khánh Bình, dạ, Chu Bin và một số anh chị em nghệ sĩ là hôm nay sẽ trả lời. Tại vì mình làm gấp quá, mình mời anh em gấp quá, anh em chưa trả lời kịp với mình, thì anh em hẹn là trong vòng trưa nay sẽ trả lời cho mình. Cho em hỏi cái này á, là dạo gần đây á, chị Hồng Loan đi hát bên chỗ anh tổ chức á, thì có rất là nhiều khán giả nói như thế này nè, chị Hồng Loan không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, thì mình mời chị Hồng Loan đi là có phải là để giao lưu gặp gỡ không anh? Thật sự là như vậy, cho Hồng Loan được tiếp xúc đến nhiều, tất cả nhiều khán giả, và tất cả những người khán giả người ta cũng yêu thích chú Vũ Linh nè, thì mình mới yêu mến Hồng Loan. Mà người ta ở xa quá, người ta không có thể lên Sài Gòn hay những cái điểm mình làm được, thì bởi chính vì đó thì Quy mới tổ chức một cái show ngay tại khu công nghiệp Mỹ Phước. Để mọi người đi thuận tiện. Đúng rồi. Để giao lưu gặp gỡ. Đúng, nào? Tất cả khán giả được luôn. Dạ. Em nghe nói anh á là cái anh có rất là nhiều show trong thời gian sắp tới như là ở Hải Phòng, đúng không anh? Dạ đúng rồi, là ngày 20 tháng 4 là Quy có một cái show ở Hải Phòng. Là Quy làm anh Mạnh Quỳnh, dạ, Quang Lê và Hà Thanh Xuân. Rồi ngày 27 tây là cái show ở Tây Ninh. Dạ. Là có anh Vũ Luân, có Bình Tinh, có Hồng Loan, có chú Linh Tâm, Linh Tý. Rồi anh Huy Sang. Dạ. Rồi bé Quỳnh Trang. Dạ. Nói chung nhiều quá quên rồi. Dạ, tại... là có Quách Tấn Du đúng không? À đúng rồi, Quỳnh, có Quách Tấn Du nữa. Quên, xin lỗi, có Quách Tấn Du nữa. Ở dưới đó thì phải nói là có một cái tiết mục bất ngờ đúng không anh? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Ở dưới đó thì anh chia sẻ lại đi, ở dưới đó là phải là chương trình Nghỉ Về Cha. Dạ đúng rồi, chương trình Nghỉ Về Cha là ở Tây Ninh. Còn ở Mỹ Phước này thì mình lên chương trình gì chưa anh? Chương trình chủ đề gì chưa? Chắc là theo anh nghĩ là cũng phải Nghỉ Về Cha luôn. Dạ, chương trình có thể là Nghỉ Về Cha nữa ha. Dạ. Còn ở 30 tháng 4 thì chương trình như là... Ở Trống Đồng. Ở Trống Đồng nhất. Trống Đồng. Ở chương trình khác đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ở chương trình như là nhớ bữa anh có đưa cái một cái poster lên là... không phải của mình. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở trên Trống Đồng thì có khán giả hỏi như thế này nè. Cái chương trình đó hình như là cái giá vé là đồng hạng là 200 đúng không? Dạ đúng rồi. Còn những giá VIP thì có thay đổi gì không? Giá VIP thì chắc cũng như cũ, nhưng không thay đổi nhiều. Ở Trống Đồng á, Trống Đồng thì tại vì mình đang kẹt một chương trình sắp tới của sân khấu có người làm nên mình chưa bán được. Thì qua tầm 13, 14 là đầu mình bán vé. Nhưng mà mình bán online, bán qua điện thoại chứ? Bây giờ mình vẫn đang nhận vé rồi. À có nghĩa là mình ở sân khấu Trống Đồng là mình đã nhận vé qua điện thoại rồi. Dạ đúng rồi. Mà bán trực tiếp tại sân khấu thì chưa? Dạ đúng rồi. Còn ở Tây Ninh thì sao anh? Tây Ninh thường thường á, mình làm ở tỉnh á, thì khán giả là gần tới ngày diễn họ mới mua. Dạ. Và ngay cả Mỹ Phước cũng như vậy. Dạ. Là thường thường là bán trước một ngày hoặc trước một ngày diễn và ngay ngày diễn thôi, thì khán giả mới đi mua. Dạ. Nên mình chưa bán sớm, thì Tây Ninh là tầm khoảng 23 mình mới bán. Nhưng mà anh vẫn nhận cái qua điện thoại. Đúng rồi, anh vẫn nhận qua điện thoại. Từ lúc mà sân khấu ở Tây Ninh đó, thì em cũng có chia sẻ, có đi theo anh, có chia sẻ đến bà con cô bác, thì em cũng nghe nói là có khán giả thì cho anh để dạ, mua những vé rồi, thì những cái cuộc điện thoại rất nhiều và mua khá ổn không anh? Nói chung là những khán giả mà điện cho bên ban tổ chức á, là những khán giả mua vé VIP không à. VIP không à. Họ mua vé VIP thì họ cần đặt trước để họ có vị trí tốt nhất để họ ngồi. Dạ. Còn mà những cái vé đồng hạng thì khán giả tới ngày đó họ mới đi mua hoặc là họ mua trước một ngày. Dạ. Cái vấn đề nữa là bà con cô bác của mình rất là lo lắng về vấn đề an ninh. Dạ. Cho dù sân khấu ở chỗ nào cũng vậy. Thì đối với sân khấu ở miền Trung đây thì cái vấn đề an ninh
Sân khấu Mỹ Phước ở đây thì được một cái là nó nằm trong phạm vi của nhà hát, nên độ an ninh cũng gọi là cũng tốt. Mình chỉ cần tăng cường thêm lực lượng của các anh công an thêm để hỗ trợ thôi. Dạ. Ở chỗ khác thì cũng vậy anh. Ở dạ. Tây Ninh thì cũng có. Dạ, cũng y chang như vậy. Tại vì một cái chuỗi Huy đang làm cho bé Loan á, là Huy muốn lựa những địa điểm phải có sân khấu giống như Mỹ Phước hoặc Trống Đồng hoặc là ở Tây Ninh, là phải là nhà hát thì Huy mới làm. Chứ mà bây giờ mà kêu làm theo từ bến bãi thì Huy sẽ không làm được. Tại thứ nhất là mình không có lực để mình làm. Thứ hai nữa là độ an ninh nó không tốt á, thì rất là nguy hiểm cho, thứ nhất là về ban tổ chức, thứ hai cho anh em nghệ sĩ. Nên Huy sẽ tìm, khi mà Huy làm một cái chuỗi thì Huy sẽ tìm những cái nhà hát an ninh nó tốt hơn. Đúng rồi, đó. Ở đây thì nếu mà muốn leo gạo hay chuông đổ chó thì có à? Không trèo được, tường nó cao không trèo được. Thì anh Huy tổ chức ở đây thì cái lịch diễn cái hát á, bắt đầu hát là từ mấy giờ? Từ 20 giờ là 8 giờ tối. 8 giờ tối. Đúng rồi. Rồi tới hết chương trình. Hết chương trình mình tầm khoảng 10 giờ đến 10 rưỡi. Dạ. Phải nói là ở đây thì cái giá vé rất là hời ha. Hơi hơn ở sân khấu Trống Đồng luôn. Dạ đúng rồi. Có đồng giá 100.000. Cô chú anh chị mình tới đây thì vẫn ăn uống bình thường giống như bình thường hết. Dạ được. Mua đồ ăn uống vô ngồi xem ca nhạc giao lưu gặp gỡ bình thường hết. Dạ đúng. Dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi câu này nè. Phải nói cái câu này thì hỏi riêng về anh thôi. Anh là một cầu xô mà bút xô cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ á. Dạ. Tỉnh nhiều nè. Thì anh có cái khó khăn về vấn đề đó không? Có khó khăn về vấn đề anh lên luôn là đi đây đi đó nhiều lắm. Dạ, nói chung là không, thực sự là trong thời gian này nếu mà thực sự mà để mà mình mời được một đoàn để đi làm tỉnh nó rất là khó cho ban tổ chức. Thứ nhất là sân khấu bây giờ hiện giờ không còn, nhưng mà bây giờ vẫn, nếu mà vẫn còn thì cái sức chứa nó quá ít, nên ban tổ chức không đủ kinh phí để chi phí cho một đêm diễn cho anh em nghệ sĩ. Bởi vì khi Huy làm Huy phải tính toán cho thật là kỹ, là vô lựa sân khấu nào phải là thứ nhất là an ninh tốt thì mình mới dám tự tin mình làm. Còn mà bây giờ an ninh không có tốt cho chương trình và cho anh em nghệ sĩ thì Huy không dám, cái rủi ro nó cao thì mình không dám tổ chức. Thì là Huy đặt cái vấn đề an toàn lên hàng đầu. Dạ đúng rồi. Hát là một chuyện, giao lưu gặp gỡ là một chuyện. Dạ đúng. Mà phải bảo vệ và ủng hộ cho anh chị em nghệ sĩ. Dạ đúng. Rồi, thôi cảm ơn anh Huy đã có những chia sẻ. Hy vọng là ngày 30 tháng 4 thì cô chú anh chị mình ở khu công nghiệp ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ở khu công nghiệp 123 Mỹ Phước 1234 Mỹ Phước 1234 á, thì đến nhà hát Mỹ Phước nè, ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhà hát ở đây là nhà hát Mỹ Phước 2. Mỹ Phước 2 hả? Dạ. Dạ, nhà hát Mỹ Phước 2 cô chú anh chị, để mua những cái vé và chọn chỗ ngồi thích hợp để xem ca nhạc vô luôn gặp gỡ nha. Dạ. Có sự góp mặt của con gái của nghệ sĩ Tố Vũ Linh, đó là chị Hồng Loan, và anh Hai Vũ Lân, chị Ba Bình Tinh và nhiều ca sĩ nghệ sĩ khác nữa. Dạ. Trong cái chương trình này thì có gì bất ngờ không anh? Thật sự là chương trình này thì thật sự là mình do là các anh chị em nghệ sĩ cũng kẹt lịch ngày lễ mà. Dạ. Thì mình một tiết mục bất ngờ mà để phối hợp với nhau thì cũng khó cho ban tổ chức. Dạ. Thì ban tổ chức có thể gọi là kết hợp là anh em nghệ sĩ là song ca với nhau thôi, chứ không có tiết mục đặc biệt. Thì cái gì mình phải nói trước để cho khán giả họ biết. Sao nói vậy? Dạ. Chứ mà mình làm hai điểm á, mà ngay ngày lễ nữa, còn anh chị em chạy show rất là nhiều. Dạ. Mà mình muốn làm tiết mục đặc biệt thì cũng rất là khó. Dạ. Nhưng mà ở Tây Ninh là có. Tây Ninh có, Trống Đồng có. Trống Đồng có. Dạ. Ở đây thì không hứa trước ha. Không hứa, cái gì nói chung là ban tổ chức sẽ cố gắng làm chương trình như thế nào để cho có tiết mục gì đó nó lạ lạ để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả ở Bình Dương. Dạ. Em nghĩ tin chắc rằng thì cái với cái giá vé là chỉ có 100.000 như vậy thì khán giả sẽ đến rất là đông, là với cái sức chứa đây thì sẽ full đặt đó. Dạ. 100.000 thì mình đi đâu đó mình uống nước nó một lát xíu cũng hết. Mình vô đây mình giao lưu gặp gỡ gặp nhiều ca sĩ thì cũng vui. Dạ đúng rồi. Cái ngày dịp lễ nếu mình không về quê thì mình ghé đây. Dạ. Phước hai ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh Huy, chúc anh Huy nhiều sức khỏe nha. Và cũng như là chúc cho anh có những cái show sắp tới sẽ gọi là đông bà con cô bác yêu thương ủng hộ nha. Dạ. Huy cũng là đại diện cho ban tổ chức. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành và yêu thương cho ekip anh em của tụi Huy và tất cả anh chị em nghệ sĩ đã tham gia trong chương trình Nghĩ Về Cha nè.
chương trình Không Phải Của Mình nè, đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành với đây bên ban tổ chức. Thì ban tổ chức xin ghi nhận và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Dạ, cảm ơn anh Huy ạ. Dạ.